Xin chào mọi người nhá. Nay mình làm cái clip vặt lông cò. Vặt lông cò mọi người, mọi người xem mình vặt lông cò nhá. Vặt lông cò phải không? Mình nhớ ra cái cò. Bắt vào cổ. Mấy ông đậu sao? Mấy ông bắn từ bên bờ sông mà chúng cô ra mà cũng hơi. Thì ông đứng từ bờ sông mày bắn xuống sông sông kia chết cò chết mà chết chứ sao chết thủng viên trời. Thôi lúc em bắn thế nào đây ông bắn ở bên bờ sông ông bắn ai bắn con này em nhìn thấy con cò đậu đấy em về em cầm súng ra mấy ông đã bắn chết ở chỗ đây, chỗ đường em đi ra rồi đấy thế nhặt à mấy ông nhặt mấy ông ở mấy em mới đưa kia kia mấy ông bỏ tìm cò mà bảo là anh vừa bắn chết con cò đấy mày tìm đấy xem. Đâu? Xong rồi tìm thấy con cò. Mấy ông bảo mấy ông không lấy. Mà lấy thì áo được. Đứng bên bờ bên kia. Nghe đây. Ôi giời ơi. Đau chân đi chưa? Chậm thôi. Đi từ từ thôi. Đây. Chạy cơ. Lấy không nghe à? Đứa này nó nọn à. Đen. Đâu chú xem nào. Ra đây mình chú đen này. Đi cân lần đặt. Không không. Chạy đấy chú à? Hả? Đen ơi. Anh xuống bên bên này xong rồi chúng nó xong kia chúng được thì anh khen mày tỏ. Dẫn em khoai về nhà này. Đậu bên này mà. Nó đậu bên này xong mà. Yên tự mày gắn bên này chúng bên kia được mà chúng được bên này. Cứ mà. Sao? Mình cầm súng cồn này mà bắn được cò thì chỉ cần cò cồn đâu tối thôi khô lắm mấy ông mẹ sách cũng cò cái súng cồn đấy bao tiền nhỉ ông ấy súng hơi đấy bao tiền nhỉ mấy chục triệu triệu mấy chục cơ à mấy chục mấy hai chục triệu có tùy từng loại ấy. 5-7 triệu có khẩu bắn xa bắn khẩu 13 triệu bắn xa mà chuẩn khẩu chục cái đấy bắn mua có giấy phép đúng không nhỉ em phải thi luôn đấy chứ đâu không đấy, giấy phải thi kìa ở chỗ em có mấy ông cũng cầm cứ bắn trái phép tóm được thì tóm được thì nó phạt cho sao bò cái này vặt không cần nước à. Chim làm gì cần nước, chẳng chim gì anh gặt vặt cần nước. Mày thích bỏ ra luôn, thực hiện luôn cho biết. Anh vặt vào nước lại không vặt được. Như cái lắm lông. Không sao mọi người ạ, mình vẫn đang để đóng tiếp cho mọi người. Ngồi xuống. Chú nó nghe lời à? Ngồi xuống chú này. Đấy, ngồi xuống chú này, đây, ngồi đây. Quay ơi. Chú cứ nói là phải nghe. Ờ đúng, chú đi nói, phải nghe. Bắn kia thằng này mà bắn xuyên chim được. Thì sao? Bắn cứ cổ luôn. Thôi thôi anh bắt nhá. Nếu chú cứ nói không nghe, chú cứ chỉ đánh vào đi. Đánh vào mông ấy. Đánh vào mông Sumi luôn này. Ông bảo ông bắn đúng một viên. Sao
xa thế đấy, chết rồi. Bắn từ bên kia nó bay sang bên này. Côn đồ kinh lắm. Nếu mà bắn vào cổ nó bay được sang bên này. Bắn một phát bay trên luôn. Bắn từ bên nó này. Bắn từ bên kia chết ở bên này. Từ bên sông kia bắn. Ok. Tiếc nhỉ. Rồi, đoạn đấy chắc phải được 100 mét đấy nhỉ? Phi công. À, chú phi công. Đấy, từ bên này ra bên này. Được không? Em nghĩ phải được 100 mét đấy. Được, không được. 100 mét mày cứ nghĩ đến 100 mét xa. Đi chậm thôi nha. Cấm đi nhanh. Bên kia sang bên này á. Đi chậm thôi. À, đi chậm thôi. Chậm thôi. Từ đầu, đầu ở đây như là 100 mét xa lắm em còn đùa. Đi, đi bán đạn kia bán 100 mét đấy. Xa lắm, nhìn cái biển đấy tí. Gầy nhóm đấy mà. Có thịt nó. Có thịt nó đùi đầy thịt. Mà còi này tanh nhỉ. Tanh. Còi này bẫy được ấy. Mới hay. Nhổ lông ra nhìn chạy buồn cười. Đợt mình bẫy còi trắng. Chạy chạy ra nhổ lông rồi chạy. Còi trắng mà bẫy cổ ấy. Bẫy rúc ấy, bẫy chui ấy. Ha chui rồi phát dậy lên tạch 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 nhảy lên qua bờ lúa chạy ra bắt cổ to nhỉ, bé tẹo vừa to vừa dài, về nhà vặt hết lông là thả chạy xung quanh nhà một cửa chạy đến đào mày đảo người nhìn như say rượu bay đó bay được thì mình phải nhổ sống mà nhổ sạch lông luôn mình chạy một người anh em đi làm cái măng này măng này gọi là măng quý anh ạ, thằng to rồi nó xinh xẻ ăn là ngon nhất. Măng này rất nhiều lông mèn, nhiều thịt lông mèn đấy, nó ngứa lắm anh ạ. Trong anh thì các bạn đi lùa cút. Cút rừng còn mà. Đang lùa cút công nghiệp đầy 5.000 con. Đáng nó đi lùa cút rừng này. Miền Nam đi soi dẫy rồi bắt được 2 con cua gáy. Ờ, trong đấy nhiều cua gáy. Cua gáy thì em đi buổi sáng sớm em đi bán ta hồ luôn, hắn động nhưng mọi người có xuống kêu mình cứ đứng bán thôi. Cắt cánh cho chạy cùng với gà. Cánh đồng ngô ấy. Nào, vào xe. Anh Châu ơi, xong chưa? Đặc biệt lông chỗ này lúc nào cũng có loại ông này nhá. Lúc nào cũng thay lông nhá. Lúc nào đây? Mọi người thấy mình làm nhiệt tình không? Làm xin người quả luôn này. Xin đầu. Đi đi, về nhanh. Bay đạn nào. Cái đạn này nó nhẹ đầu đúng không? Như cái kiểu nó lõn đúng không? Đạn này đạn tù. Nó xoáy. Tầm 5 con này là ngon. Đạn. Cái viên đạn chì chì ấy. Nó hình nón nón. Hình tên lửa đúng không? Đây vẫn không phải là quả trắng kia nhà anh không nhỉ? Quả trắng kia to lắm. Đó, gọi này không phải quả trắng. Quả này thì có bọ. Mấy em mấy ông kia xách được cũng cỏ. Cỏ giống cỏ sáng. Đây là lộn lông cỏ ấy. Chú Nhật ơi, chú Nhật. Vứt, ngô nặng, vứt tóc. Mày nhìn này, hai mấy lìn tớ không biết, tớ mới hỏi, biết kết hẳn mình hỏi không biết, tớ mới hỏi, quá luôn. Đợt má, đợt má. Măng này thì nướng hơi ngon lắm anh ạ. Thế cái này phải thui qua thì không? Ăn đâu? Ăn ngon ở biểu lông ấy đấy. Sao lại lông ăn ngon lắm. Định lừa trẻ con mà. Còn lại biết vuốt cuốc hết rồi đấy.
con này chỗ nào có thịt nó mọc lông ống nhá, à, nó mọc cái lông. Khỉnh, xuyên người, đã to thế. Yếu mà đoạn này yếu mà sao chú hơi mình bắn nhau ngon cũng xoáy như vậy mà một lỗ bên ngoài cái đồng này là một câu bụi cho bà bắn một người bên trong làm lỗ bụi cho bà ông con chim sẽ tí đấu ở tử vừa đi làm xiên về tất cả lấp bắn vắt chết luôn nát người luôn chỉ lấy con chim gì đẹp tí nào kia đâu gì đẹp tí đâu con đồ cần ăn tem nó tẹo không mà bạn sao kít vẫn có cái ngắm nó chuẩn và bây giờ nhổ của mình đây kết thúc nha mọi người mới đầu anh giới thiệu là phạt mà.